Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng hai căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 15 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với căn góc mặt tiền phía bên ngoài thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 14m thì đang được anh chị chủ nhà giao bán chỉ với giá 7 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng. Và hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn phía bên trong để gửi đến quý khách hàng và chỉ với giá hơn 4 tỷ một chút xíu thôi còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Và căn nhà mình thì chỉ nằm sau căn nhà góc hai mặt tiền thôi. Và đây là con đường ở phía trước căn nhà góc hai mặt tiền mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu đến cho khách hàng. Mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền phía ngoài của căn nhà, cũng như căn nhà mình thì được thiết kế với công năng sử dụng là một trệt một lầu, và mình có sân thượng. Phía bên trên mình có sân thượng, cũng như di chuyển vào bên trong căn nhà thì mình sẽ có một bộ cửa cuốn ở phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và kế bên thì mình có một cái khoảng sân để mình để đồ lặt vặt của gia đình. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và bên trong là khu vực không gian phòng khách, cũng như là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì căn nhà mình được các chủ nhà thiết kế cầu thang nếp sang một bên, với tay vịn được làm bằng gỗ, và lan can thì mình được làm bằng sắt cũng như mặt đá hoa cương, và được các chủ nhà đi hệ thống điện chiếu sáng rất là đẹp. Và với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 10m, và được các chị thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong. Khu vực ở dưới tầng trệt rất là rộng, và được các chị thiết kế cho mình có phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh, cũng như mình có một cái khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, cũng như trồng cây rất là thuận tiện. Và đây là cái khoảng cái nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt của căn nhà, phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà, cũng như một cái nhà vệ sinh, một cái bồn cầu. Và mình sẽ có một bộ cửa để đi ra cái khoảng sân ở phía bên hông căn nhà. Khoảng sân này thì được các chị nhà thiết kế để mình có thể vui chơi hóng mát, trồng cây, và mình có thể phơi đồ ở dưới tầng trệt nếu gia đình có nhu cầu. Mình phơi đồ ở dưới tầng trệt thì khoảng sân này rất là lý tưởng. Và khoảng sân này cũng được anh chị thiết kế cho mình có đường để đi ra phía bên bên ngoài con đường bên hông góc hai mặt tiền, được các chị thiết kế mở cửa sổ rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với là gia đình mình, hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Một căn nhà đẹp tặng kèm full nội thất bên trong, với bề ngang căn nhà mình lên đến 10m và bề ngang căn nhà mình lên đến 10m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 5m, hơn 5m, và được các chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Đây là khu vực ở dưới tầng trệt căn nhà, và di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Căn nhà mình thì được thiết kế có hai nhà vệ sinh, cũng như hai phòng ngủ chính và ba nhà vệ sinh. Và mình có khoảng sân để mình vui chơi và hóng mát. Và chuẩn bị thì anh chị làm cầu thang để đi lên trên mái. Và di chuyển vào bên trong không gian phòng ngủ phía trước căn nhà mình thì toàn bộ cửa căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ sồi, và được anh chị phun một cái màu sơn đi kèm với tông nhà rất là đẹp. Và với căn nhà đang hướng là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ ở phía trước của căn nhà, mình có cửa để đi ra cái chuẩn bị đây chỉ làm một cái cầu thang để mình ra bên ngoài, mình đi lên trên mái. Và nhà vệ sinh sử dụng cho không gian phòng ngủ phía trước phòng ngủ số 1 của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế có hai nhà vệ sinh, và căn nhà được thiết kế có sân thượng để mình lên trên mái
vui chơi hóng mát trồng cây và chỉ với giá 4 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đang có hướng là hướng chính bắc phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Một căn nhà đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm, nằm ngay ngã tư Thống Nhất và Lê Đức Thọ, thuộc phường 15 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, thuận tiện khách hàng mua ở và mỗi phòng công ty cũng như kinh doanh và đầu tư cũng như mình mua cho thuê rất là tuyệt vời. Chỉ hơn 4 tỷ thôi, quý nhà đã sở hữu một căn nhà đang có bề ngang lên đến 10 mét và chiều dài căn nhà mình lên đến 6 mét và được xây dựng là 5 mét và được anh chị nhà thiết kế một trệt một lầu, cũng như mình có một cái sân thượng chuẩn bị làm cầu thang để lên trên mái. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.